Mình chào mọi người nha. Hổng gà nhà mình cắt nhà nên lu bu quá, không có ra nhiều video để cho các bạn xem. Mình cảm ơn mọi người nha, đã luôn ủng hộ kênh của mình. Một lượt xem, một lượt đăng ký cũng đó là động lực để mình ra thêm nhiều video nữa. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau này mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay mình nấu món mực nhúng giấm nha mọi người. Đơn giản mà dễ ăn nữa. Trời mưa mà có loại lẩu thì ăn nhức nách nha mọi người. Nước cũng sôi này mình bỏ rau vô. Xong rồi thì mình bỏ mực vô nha mọi người. Mình sơ khoảng 2-3 cái chở đều là mực nó chín rồi nha mọi người. Để lâu quá không ngon. Ai ăn mì thì bỏ mì vô nha. Thôi chín rồi, mình mời mọi người nha.